Mày thừa biết là tao rồi chứ gì. Mày khôn ngoan lắm. Mày đã lừa tao suốt bao nhiêu năm qua. Ông trời có mắt, chỉ cho tao biết bộ mặt thật của mày. Giờ mày định chạy trốn hả? Đừng có mơ. Mày là con quỷ đội lốt người, rồi cầm thú. Mày giết ba tao, rồi mày còn quăng tao xuống sông. Đếm đi. Khi tao trở về, tao đi tố cáo mày, nhưng có ai lại đi tin lời một đứa con nít như tao? Còn bọn Sở Cẩm, nó thần kinh tao không ổn định. Vậy là tao sống trong nỗi đau mất cha. Tao thề suốt cuộc đời này, tao không giết được mày. Không phải là con người. Đời mày khổ sở không phải là do tao. Tao nói cho mày biết, do số phận mày xui thôi. Sống được không chịu sống cho đàng hoàng, ôm mộng trả thù. Mày ngu quá. Nhưng mà tao công nhận mày có một lần khôn, một lần thông minh. Khi mà mày đã gạt được tao. Nghe tao hỏi nè, có phải là cái vụ mày cứu tao do chính tay mày dàn dựng, đúng không? Đúng không? Đúng. Tao cố ý tiếp cận mày. Chào anh. Chào anh Thức. Tôi bỏ tên Thức lâu rồi. Tôi là Lâm. Chào Lâm, rất hân hạnh hợp tác với Lâm. Xin mời anh vào. Cảm ơn anh. Đi chợ im Dương đi. Ôi nè, anh là ai? Anh là ai vậy? Anh đừng sợ, đi theo tôi. Lúc nãy tôi hơi mạnh tay. Mà anh có sao không? Không sao, chỉ cần anh trả đủ tiền với anh em tụi này, cho dù có đổ máu là chuyện bình thường. Giang hồ mà, đổ máu là chuyện thường ngày. Quan trọng có cách ông anh đối xử với tụi tôi như thế nào thôi. Anh an tâm đi. Mà nè, tiệc đó phải giữ bí mật hay chưa? Anh yên tâm đi, anh em tụi tôi uy tín lắm. Cái mày nghĩ rằng cho mày sống không bằng chết.
tao. Cô giết cái bọn chó kia. Để rồi coi giờ thì ai giết ai. Tụi bay. Dạ. Mang nó đi, thủ tiêu cho tao. Dạ. Tao có chết tao cũng không tha cho mày đâu. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y. Tải app ngay trên Google Play và App Store.